In Chile. Đức Giáo hoàng trục xuất lên một Fernando Caradima khỏi hàng giáo sĩ. Chiều thứ sáu ngày 28 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Giáo hoàng Francisco đã quyết định huyền chức Fernando Caradima Farina của Tổng giáo phận Santiago de Chile. Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng, một quyết định ngoại thường nhằm trục xuất Fernando Caradima khỏi chức tư tế đã được thực hiện là vì lợi ích của giáo hội. Caradima là trọng tâm của vụ tai tiếng lạm dụng tình dục gần đây nhất ở Chile. Bản tuyên bố được viết bằng tiếng Tây Ban Nha nói rằng Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định ngoại thường này theo lương tâm và vì lợi ích của giáo hội, và cho biết tiếp rằng Ngài đã thực hành thẩm quyền tối thượng đầy đủ ngay lập tức và phổ quát trong giáo hội với ý thức về sự phục vụ của Ngài đối với dân Chúa, trong tư cách người kế nhiệm Thánh Phêrô. Sắc lệnh được ký bởi Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày thứ Năm, có hiệu lực ngay lập tức từ thời điểm đó, và bao gồm việc bãi bỏ tất cả các nghĩa vụ thuộc hàng giáo sĩ của Karadima.